Xin chào tất cả các bạn, các bạn có biết mình đang làm gì không ha? Mình đang đọc sách. Thì các bạn có hay đọc sách không? Nếu như các bạn chưa có dành thời gian cho mình để đọc sách đó, thì các bạn đã bỏ qua rất là nhiều lợi ích đó. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái lợi ích của việc đọc sách ha. Thì lợi ích đầu tiên của việc đọc sách đó là sẽ giúp kích thích cái sự tưởng tượng phong phú của mình. Tiếp theo nữa đó là sẽ giúp cho mình giảm thiểu căng thẳng, giúp cho kích thích cho, giúp cho cái khả năng cái trí nhớ của mình sẽ được tốt hơn á. Rồi giống như là khi mình đọc một câu chuyện, một cuốn sách thì mình sẽ phải tập trung rất là nhiều để có thể là nhớ được cái cốt truyện hay là cái nhân vật ở trong câu chuyện của mình á. Rồi tiếp theo nữa nó sẽ giúp cho mình bổ sung kiến thức. Việc đọc sách á cũng giúp cho mình là bổ sung thêm rất là nhiều ngôn từ, cách sử dụng từ có thể là phong phú hơn á. Vì ở trong sách á có rất là nhiều từ ngữ rất là hay và cách dùng từ dùng câu cũng rất là hay nữa. Mình có thể là sử dụng nó ở trong cuộc sống hay là mình có thể là sử dụng nó ở trong những cái bài viết của mình nữa. Thì và một cái lợi ích nữa mà mình biết đó là đọc sách là một cái hình thức để mình có thể là giải trí miễn phí. Thì mình có thể là đi vào các nhà sách hay là các cái thư viện á, thì mình có thể là được đọc sách miễn phí, không những là bổ sung kiến thức cho mình mà nó còn giúp cho mình có thể là giải trí nữa. Thì mỗi người á thì có một cái loại sách yêu thích, một cái chủ đề yêu thích của mình ha. Thì có thể đó là một cái loại sách về lịch sử, loại sách về phong cách ăn mặc hay là về kỹ năng giao tiếp, vân vân. Thì các bạn hãy tạm rời xa màn hình máy tính, mở ra một cuốn sách và nhé. Chào tạm biệt các bạn.